một tình yêu. Em xin chào các bác. Em lại tiếp tục lên thêm cho các bác, ở đây là một bộ dàn mini để mình về nghe nhạc phòng ngủ. Đấy. Kết nối điện thoại máy tính và kết nối cổng quang TV nghe nhạc. Đấy. Còn cái này là CD, hiện tại là CD đang không đọc đĩa nhá. Đấy. Em bán là không đọc đĩa về các bác dùng nghe nhạc điện thoại máy tính cho nó rẻ. Đấy. Bởi vì nhiều bác này cũng không quan tâm cái CD đọc hay không. Các bác chỉ cần cắm điện thoại máy tính nghe nhạc mà thôi. Đấy. Còn cái còn bác, thậm chí có nhiều bác của em tìm cho em một con nó chi không đọc luôn, bởi đây không đọc luôn, anh chỉ cần mỗi điện thoại máy tính với cả cắm được quang là được rồi, còn các cái CD mà đây không chạy anh càng tốt để cho nó rẻ đi cho anh. Đấy nhá, thì đây là một bộ dàn em đáp ứng đúng cái yêu cầu đấy của các bác nhá. Con cứ X7A full bộ. X7A, loa X7A và cục X7A luôn. X7A, loa X7A, cục X7A nhá. Thì bộ dàn này tổng thể của nó thì nó sẽ có chiều ngang là đi 253cm này, chiều sâu là đi 34cm, 35cm này, và chiều cao của loa là của dàn là 26.5. Đấy. Cái đường viền loa bát là 13. Đấy. Lòng gân bên trong là 10.5. Đấy. Loa nón nhọn tên lửa. Đấy. Nón nhọn tên lửa. Màng giấy gân cao su nhá. Đấy. Đấy. Loa về thì đây các bác thấy ở đây. Hàng về đây. Đấy. Loa đi góc cạnh các thứ còn đẹp nhá. Hàng full bộ thì chắc chắn là các bác sẽ không phải quá lăn tăn về vấn đề là công suất có được hay không như nhỏ kia, đúng không? Vì nó được đồng bộ, làm sao cho nó đạt hiệu quả âm thanh tốt nhất rồi. Đấy. Đấy, hàng về đây các bác thấy hàng đẹp luôn này. Được chưa? Còn đây là mặt máy đây. Máu anh tuôn cho con. Lắp máy đây. Đến mãi bây giờ. Nhìn chung là con này là hàng của nó có về là đẹp. Ok luôn. Này. Trả súng đạn đây. Khi sạch nợ. Thế con này thì ngoài cắm đường điện thoại mình có thể cắm được quang mình nghe nhạc nhé. Và có thể mở rộng thêm xúc lại bằng cách là đấu thêm xúc của ao đây, bằng cách là kết nối từ đường xúc của ao để đưa ra đi đưa xuống xúc điện nhá. Đấy. Em đi với đây đường xúc điện nhá, phải đường xúc hơi nhá các bác. Nhiều các bác nhìn ở đây các bác sẽ nghĩ là đây là cái đường để đưa ra xúc hơi, nhưng không phải nhá, đây là xúc điện nhá, xúc điện nhá. Đường thì đưa cho xúc điện. Đấy, ok nhá. Đấy, thì bộ dàn này thì là để nghe nhạc vàng, nhạc bolero cực kỳ hay luôn. Đấy. Đấy, và để chuyển các đường kết nối với nhau để mình gắn input ở đây và chuyển các cái đường kết nối sao cho đúng đường này. Ví dụ em đang cắm đường tín hiệu là đường line in thì em sẽ phải chuyển đúng đường line in để em nghe nhạc. Và ví dụ em muốn nghe sang đường quang thì em sẽ phải chuyển sang đường quang. Đấy. Và tất nhiên lúc này đường quang của em là phải đang phải có tín hiệu nhé. Em sẽ chuyển về đường line để các bác nghe nhạc này. Đấy, xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của nó nhé. Rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng câu với miếng chơi. Bộ dàn này nghe nhạc vàng ở trong phòng luôn. Bát nó mềm và chung nó rất là rõ nét. Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kia trong nghĩa địa buồn. Bạn anh đó đường quang nhá. Mình sẽ cắm vào đường này.
thì mình ấn input ở đây chuyển đường quang này. Đấy, thế là chạy thôi. Còn tất nhiên khi mà mình chuyển các đường vào nên vặn nhỏ tiếng xuống nhá. Đấy, như vừa rồi thì tín hiệu quang nó to hơn tín hiệu đường điện thoại nên là nó bị sộc tiếng ra nên là em rất là đau tim. Đấy là các bác để tránh cái trường hợp bị đau tim như vừa rồi thì nên vặn nhỏ tiếng xuống nhá. Em thi thoảng mãi là cũng quên đấy. Đúng ra bình thường là em sẽ vặn nhỏ tiếng xuống thôi, em mới chuyển đường quang cơ. Ghi trên bảng tung lời thề chứng nhân tám hướng thành đời. Gió vút mây ngàn hoàn đêm khe núi đâu dễ sơn lòng người đi cho những người mình thương mến, cho tương lai, cho tim bước vòng ngày nào hoa cài lên vai áo. Nhớ lúc xa xưa mười sáu trăng tròn anh đêm tuổi em, cho tim ước muốn một ngày nên duyên lá trái đường bền. Vẫn biết xưa giờ ngàn sau tiếp nối ai cắm được tình yêu thương, ai ép được lòng mơ ước. Nhưng hôm nay non nước đang cần bàn tay tôi ngăn giữ chuyện đó về. Ok nhá. Thì đấy là bộ dàn X7A này. Đấy, có thể kết nối đường quang và kết nối TV có thể kết nối TV Smart qua đường quang này, có thể kết nối dây điện thoại máy tính để nghe nhạc này. Đấy nhá, thì giá của bộ này là đi 1.990.000 thôi. Đấy, bác nào có nhu cầu mua liên hệ cho bên em nhá. Còn bình thường nếu như bác nào cần CD đọc nhá thì là thêm cho em 300 nữa. Đấy, thì em sẽ kiếm cho các bác một cái cục X7A đọc CD. Đấy, thì giá của nó sẽ là 2.290.000 hay 2 triệu nhá, 2.290.000 thêm 300 thì là đọc đĩa nhá. Còn những con không đọc đĩa này thì giá rẻ hơn, 1.990.000 nhá. Ok, em xin chào các bác. Vâng.